Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay là 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nam, bộ lộn quốc tế phụ nữ. Thì hôm nay, hôm qua cái clip này, mình xin kính chúc tất cả các bạn nữ, các chị gái, các mẹ bỉm sữa, các cô, các dì. Nói chung là mọi người có một ngày 8 tháng 3 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Chúc tất cả các bạn nữ, các cô, các dì, các chị gái ngày càng xinh đẹp. Nói chung là có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Và chúc luôn mấy chị gái hẳn kín, gái hẳn lộ và mấy chị trai hẳn kín và trai hẳn lộ luôn nha. Chúc tất cả mọi người luôn nha.